Đây là cả nhà. Thì hôm nay á là còn 11 phần này. 11 phần này là kêu taxi cho đứa em gái, đứa em dâu nó chở xuống dưới Mỹ Tân. Nó cho những cái người mà già mà coi như là người ta không có đi được, không đi lãnh được đó các bạn. Đó. Rồi giờ á hả? Giờ là phải kêu xe nhỏ em dâu nó chở đi, rồi nó tới nhà nó đưa cho từng người một, cho mấy người đó họ già với lại họ bệnh hoạn đồ, họ không có đi được để lấy đồ đó các bạn. Ở đây là coi như là 11 phần đó, 11 phần nè, 3 4 8 9 10 11 phần chở đi cho 11 nhà. 11 nhà đó là 11 nhà mà neo đơn, mà người già cả bệnh tật đó các bạn. Đó, đây là bốn phần này đó, bốn thùng mì với lại mắm với gạo, đây nè nước mắm với nước tương, bốn phần với gạo bốn phần, là để lát nữa là Kim sẽ chở tới nhà mấy bà ở gần đây. À, còn giờ xa xa thì cho nhỏ em dâu nó chở đi. Hả, phần nữa hả? Đi tới đây là chị bước ấy ra ra với Kim đi chị. Ờ đó. Về cho mấy người mù. À, qua đây. Thôi được rồi, vậy được rồi. Xa mình thì xa. Nó bưng với mình bưng ha. Được rồi. Rồi. Stop. Đây. Mở cửa. Nhỏ em dâu nó chở về dưới cho đưa cho tôi tận nhà cho mấy cái người mà mù. Già cả rồi mù rồi, người ta không đi được, què rồi mù à, không đi được đó. Rồi ngày hôm qua ta không lên lãnh được đó, các bạn. Rồi giờ phải chở đi, đúng rồi. Để đó cho nó bưng, chưa lót nó trải cho nó ra, đúng rồi. Ủa quệ. Bây giờ bữa nay chở xuống dưới đó cho mấy người mà mấy người mù với lại què với lại tật nguyền ta đi không được á. Mình chở tới nhà cho người ta. Cho bưng tới nhà luôn. Ờ, bưng tới nhà luôn. Em lấy thêm một phần nữa đi em. Ờ. Còn hai phần để ra đây cho hai người kia. Cho hai vợ chồng với bà kia. Ờ. Hai chồng ấy cũng khổ với anh chị ạ. Ờ. Ai khổ thì giúp họ. Cho ông chết, cho cái ông gì á. Ờ. Khi ông đi xuống ông bỏ cửa. Ờ. Ông bỏ cửa nhé. Ờ, nhà tôi không có cho đâu. Thì... Dặn ông, tôi cho ông được không biết ai nữa nha. Ờ. Tao cái tôi không có tiền tôi cho á. Thì ông nói, ờ. Dạ, cướp. Lấy gạo không lấy mà lấy nước mắm. Ừ. Bởi vì nói ra nói ủa. À, xong. Đây. Ủa. Rồi uống miếng nước hả? Uống em, uống nước hay rồi đi ăn uống vậy đâu đi. Quệ đi tắm biển vậy ghé hả con? Dạ. Giỏi ghê, sáng nào cũng đi tắm biển hả? Không đi nhờ đi cho nên chân cẳng rồi nó cũng khỏe nè. Đúng rồi. Rồi nghiệp đây nhỏ cháu, cháu ruột á kêu bằng gì á? Còn kia em dâu. Dạ, người phụ tay chân. Cái thùng này có không? Có con, có. Ờ. Chưa quá. Cái này nặng. Ờ. Xong ở lại với đó bữa. Ông cũng nói á. Ông cũng nói mà bữa đó hai chồng tính đi mà trời mưa gió đùng đùng. Ở lại bữa sáng đi tắm biển ở dưới đó. Rồi. 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 Đi đi đi. Đưa tới tận nhà cho người ta. Đưa tận nhà luôn đó. Hồi đó con làm từ thiện con không mua quà mà bỏ tiền á. Ờ. Là một sắc tới tận nhà cũng thăm luôn. Tận nhà đưa dạ. Chưa? Hả? Ờ đi 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 chị đóng cửa. Rồi, cảm ơn nhiều nha.
đưa cho con tánh một phần nha. Cho tánh phần rồi đó, đó nãy chị đưa thêm phần cho tánh, cảm ơn nhiều rồi. Bữa nào bay bữa nào rảnh thì chị xuống đó cả nhà. Bây giờ phải chở xuống cho những cái người mù, những người què, những người mà già họ đi không nổi, phải chở xuống tận nhà. Nóng hôm qua, đêm qua cũng sốt quá trời sốt không các bạn. Ngày hôm qua phát mà không có lên lấy được, mình phải đưa tận nhà cho họ. Còn ở đây hai phần, lát nữa là cho cái bà cũng ở đây già cả. Con chó nhà mình từ nào tới giờ nuôi nó ở đây mà đâu có ấy đâu. Rồi hôm qua các bạn biết không, từ nào giờ nó đâu có đi ra ngoài đó. Mà hôm qua mở cổng ra đó. Mở cổng ra để phát đồ từ thiện. Hả? Ủa con về hả? Nhỏ cháu nhà nó ở ngoài Cà Đú, đường đi Cà Đú các bạn. Nó chạy ra đây cũng mười mấy cây số mà nó chạy xe hàng ngày luôn, nó đi tắm biển. Nó chạy xe hàng ngày luôn, giỏi thiệt đó. Đó rồi cái con chó của Kim. Hồi nào giờ nó ở trong nhà không à các bạn, nó không có đi ra ngoài. Lâu lâu mở cửa ra nó chạy ra chút xíu rồi cái là bắt đầu nó hủi hủi gì rồi các bạn, nó chạy vô lại thôi. Mà hôm qua người ta đông xe cộ rồi này kia nọ rồi nó chạy qua đường, băng qua đường. Băng qua đường rồi cái xe nào đó không biết nữa, nó tán một phát con chó chết luôn các bạn. Mà nói chung là ngày hôm qua tới giờ vắng nó rồi, ông xã kia cũng buồn, ổng bệnh luôn, sáng nay ông cũng bệnh luôn. Rồi tối hôm qua tới giờ hai vợ chồng uống thuốc hết rồi không có cái tiếng tâm của nó, không có cái tiếng tâm của con chó, tự nhiên thấy nó buồn gì đâu luôn các bạn ơi. Nuôi nó từ bao lâu nay rồi, đi con kia Kim đi thì cũng gửi tiền bên này cái quán cơm cho cái cô đó, cổ nấu cơm tháng cho nó, cho con chó ăn. Rồi chồng của cổ qua đây tưới cây tưới đồ giùm mình trả tiền đó. Bây giờ không có con chó nó buồn gì đâu luôn các bạn, thiệt á. Một cái mất mát phải nói là cũng là rất là lớn luôn đó. Cho nên ngày hôm qua tới giờ hai vợ chồng Kim buồn thiêu, không ai nói tới ai tiếng nào. Rồi bắt đầu hồi tối dậy hỏi ổng, mặt ổng buồn so, rồi cái ổng cũng bệnh luôn đó, cũng bệnh luôn các bạn. Cho nên là hôm nay nhờ đứa em gái nó đi chở mấy cái đồ này tới cho nhà người ta, ai cho số điện thoại gọi điện chỉ nhà chở tới là bữa nay nó đi các bạn. Thôi Kim khép cái video lại đây nha các bạn nha. Chúc cả nhà ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ nha cả nhà. Kim xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé. Bye bye.